Ok, hello, chào mừng tất cả anh em đến với theo của mình nhá. Thì mình là Gen TV em ơi. Thì clip này mình thấy em nhận các cải trang miễn phí hàng ngày anh em ạ. Nhận miễn phí một tội là cải trang này là sao hạn dụng anh nhá. Thì anh em sẽ đi săn cải trang ấy, bởi vì hôm nay sáng nay em ạ thì AD mới ra một cái sự kiện khá là ngon. Thì là cho anh em ạ một hộp quà 5 sao nhá. Ở thành phố Gata em ạ, hay là Cà Mê ấy, hay là gì nhỉ? Ở đảo Guramex thì em nhận được cái này nhá. Ok, thì mình hành xin ra mình sẽ qua thành phố Gata là nhận nhá. Ok. Ô nhầm, mình có vé đen em ạ, quên mất. Đây, vé đen em ơi, mình nói nhầm. Ok, thì mình sẽ mở nhá. Ok, mỗi ngày anh nhận được ba cái sai em ạ. Ok, mình sẽ mở lại, mình sẽ mở hộp xa này sử dụng. Ui, đừng gặp xanh em ạ, vai nó khải trang rồi. Ok, chắc mình dùng đi khai để nhận nhá. Nếu có đi khai là nhận anh em ơi, thế em nhận hết ba cái rồi. Ok ơi, mình dùng quay thứ hai để mình đi mở em nhá. Mình sẽ qua vé đồ đen để mở đây em ơi, sử dụng này. Thành phố Gata có vé số đen này. Ok, thử nhận anh em ơi, nhưng không có 5 sao. Ok, mình sẽ mở này anh em ơi, mở đĩa mở bát. Bát đừng ngọc quá không ra cả trang à. Ơ sao nhận nó nhầm. Ok, mình sẽ có đi khác để nhận cho em ơi, đen quá tự chưa được cả trang nào luôn. Ok, mình có đi khách lại nhận này em ơi. Ok em ơi, thì bây giờ mình sẽ đến đến thứ ba nhá. Thì cái hộp đấy ạ, mỗi ngày nhận được một hộp em ạ. Mình nói nhầm, lúc mình nghĩ là ba hộp một ngày cơ, không phải đâu em ơi. Mỗi ngày được một hộp thôi nhá. Được một hộp thôi em ạ. Nên mình sẽ đi mở tiếp hộp thứ hai là. Má nó cay quá em ạ. Mỗi thì được một hộp thôi, chắc là thứ này thế là khá lơ em ạ. Có khi săn được mấy cái món quà ngon thì cũng ok đấy. Mở được cả trang ngon ngon mấy 4-5 ngày dùng cũng khá là ok em ạ. Ok, đến tiếp theo là mình sẽ mở nữa. Đảo Guru trước tôi mất. Đảo Guru đây. Ok, đến gặp trưởng nào lại. Không có làm sao. Ok, mình sẽ mở đây em ơi. Mở bát mở đĩa. Khải trang. Ô. Oh, được ra 13 em ạ. Cũng khá là ok nhá. 14 ngày. Đấy à. Xịn xò ngay, xịn xò ngay. Đấy, được khải trang ăn xoay. Đây em ơi, được khải trang ăn xoay đây. Ăn xoay 13, được 13 ngày nhá. Khá là ok em ạ. Em nick cùi cùi ấy, có thể mở cái xe này cũng khá là ok rồi. Ok, mình tiếp theo mình mở ấy nhé anh em ơi. Ok em ơi, mình đến thứ tư nhé, thứ tư anh em ơi, thứ tư mình sẽ mở xuống thứ tư mình mở lại. Sẽ có đạp camera để mở lại. Đạp camera official. Mở cái con thỏ thì ngon này, cái con thỏ thì cũng khá là ổn áp đấy. Cửa hàng ấn nhầm. Có làm sao, ok mình sẽ mở anh em ơi. Shiba Ubashi Bashi Bashi. Phải được bùa em ạ. Phải được cái bùa gì ấy. Bùa hiểu dai em ơi. Không ngon rồi, không ngon rồi em ơi. Ok, mình sẽ có cái khác để mở tiếp nhá. Ok, bây giờ mình có cái thứ 6 để mở nhá. Có cái thứ 6 để mở lại. Mình mở khoảng chục bạc đi xem nó như nào. Ok, đến đảo Kame đúng không. Đảo Kame này. Học quá 5 sao. Ok, được quá 5 sao rồi này. Tôi sẽ mở cái trang xịn. Ủa lại cái bùa. Bùa gì? Bùa trí tuệ em ạ. Bùa trí tuệ bao giờ vãi thật, không ngon rồi, không thơm rồi em ơi. Ok mày, con thứ 7 mở nha anh em ơi. Mình sẽ qua đảo camera tiếp này, lại đảo camera luôn đi. Này thì không ra đồ ngon với tôi này. Nó còn làm sao? Ok, mình sẽ mở này em ơi. Cái trang thỏ ạ. Bùm. Ui, được cái trang em ạ, được cái trang ăn xong 14, lúc đầu ăn xong 13, bây giờ được ăn xong 14. Vãi thật, trưởng thật. Cũng khá là ok nha, mình sẽ có thứ 7, lấy thứ 8 để mở nhá. Ok mà mình sẽ có thứ 8 nha, thứ 8 anh em ơi, mình sẽ qua để mở tiếp này. Thành phố Vagata này. Vô lý không ra cả trang xịn nè, vô lý. Ông bảo đều bịp bợm rồi. Lấy thứ 8 anh em ơi, lấy thứ 8 này. Mở bát, mở đĩa, ui lại được bùa em ạ, ui vãi cả trưởng. Được bùa đều dai, ok mình có thứ 9 anh em ơi. Mấy chín thì mở lại. Ok mà mình có thứ 9 em ơi. Bây giờ đến thứ 9 thì mở lại em ơi, này mình sẽ mở đến thứ 9 này. Baby Kachima, hộp quà 5 sao. Cải trang xịn, cải trang khủng. Ui sen con này. Shiba. Ui cái Alta em ạ, Santa này thì từ qua cũng khá là ok rồi em ơi. Thử tìm lại, ồ, được Alta Santa em ạ, đeo cho đẹp trai nhá. Sợi giờ em mới mua thằng Asian Quốc để cho đẹp trai tóc tao vuốt các kiểu anh em ạ.
Ok, vào cái thứ 10 em vào đấy, thứ 10 đấy cuối cùng này, hy vọng ra cả trang xịn sò gì đấy. Ok em ơi, giờ có cái thứ 10 nhé em ơi, thứ 10 này em ơi. Đấy thì 10 này. Đào cầm, alo, chết rồi. Ok được, không làm sao anh em ơi, vấn đề, ok em ơi, mình vừa có thêm một điều đó là em ở hành tinh khác muốn thể nhận nhận ở đảo Kame nhé, cũng buồn kể phết em ạ. Ok mình sẽ mở lại. Mở đi, phá lại bùa em ơi. Trong tổng hợp mình mở 10 cái, 10 cái hộp quà 5 sao thì được 3 cái trang em ạ, nói chung là khá là ok đấy. Cái này free anh em, nhưng cái trang miễn phí mà ngày nào em cũng thể mở hộp quà luôn mà, mở 10 ngày, thì lâu lâu em ạ, mở ra cái trang ngon nữa nhá. Nói chung là khá là ok em ạ, free mà cái free thì đi đôi với cái không ngon mấy, nhưng mà hên xui em ạ, hên xui nữa. Ok, em thấy hay nhớ để một like này, một đăng ký này, ủng hộ cho hôm mình nhá, cảm ơn rất nhiều luôn, bye bye anh em.